đó nghe không, chắc hai bạn này là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ thời mà uổng trời tắm mưa. Ok, không biết anh đoán gì đúng không? Cuộn trời tắm mưa đây. Ủa gì là không phải đúng không? Dạ không ạ. Giống như mình thuộc dạng đàn ông, nó 1 giờ 2 con, 3 lầu 4 bánh vậy đó. Là lúc đó là em đã công tác trong đơn vị. Dạ rồi ạ. Hồi thấy ảnh đăng lên thì em thấy là ảnh có khát vọng quá cao, cho nên em thả cảm xúc ha ha. Khoảng thời gian đầu thì em thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà về sau này em cảm thấy là ảnh rất là phiền, rất là phiền. Cũng nhắn hoài hay sao? Dạ cứ nhắn rồi gọi điện mọi lúc. Em tên là Phó Thị Bảo Ngọc, năm nay em 19 tuổi. Ồ, 19 tuổi, vậy là sinh năm 2004 á hả? Dạ. Ngọc là làm công việc gì, rồi ở đâu? Dạ, em hiện tại là em đang học làm về văn phòng. Em hiện tại là ở nhà chồng, ở Đồng Xoài. Đồng Xoài, Bình Phước. Dạ. Thế còn bạn này, trông trẻ lắm này. Bạn tên gì? Dạ, chào chú Thuận và chị Thanh Vân ạ. Em tên là Thạch Ngọc. Cũng Ngọc luôn, Song Ngọc. Thạch Ngọc hả? Dạ. Thạch Ngọc. Họ tên đầy đủ. Dạ, có hai tên hả? Thạch Ngọc. Họ Thạch luôn. Dạ. Em là một người dân tộc Khmer. Dạ. Thạch Ngọc là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 22 tuổi ạ. Em công tác làm gì tại với Củ Chi ạ. Em là ở đâu? Nhà em với Đồng Xoài ạ. Vậy là các bạn là gần nhau đúng không? Anh đoán nghe không? Chắc hai bạn này là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ thời mà uổng trời tắm mưa. Ok. Không biết anh đoán gì đúng không? Cuộn trời tắm mưa đây. Ủa gì là không phải đúng không? Dạ không ạ. Kể cho mọi người nghe đi, làm sao mà gặp nhau nào? Quen qua mạng xã hội ấy chị. Trên Facebook. Em có đăng cái mà story. Cái giờ em hiện tại giờ là vô tôi thả ha ha, cái mình thấy cũng vô ra cá nhân, thấy cũng xinh, cũng đẹp gái, cái mình bắt đầu nhắn tin mà rep mà comment trò chuyện qua lại chị. Rồi rủ đi chơi cà phê ăn uống nữa, xong dần em bắt đầu quen nhau. Facebook là mai anh. Dạ. Em kể sơ về cái hoàn cảnh thôi. Đăng cái story giờ là một chiếc xe hơi với cái nhà lầu ấy chị. Giống như mình thuộc dạng đàn ông, nó 1 giờ 2 con, 3 lầu 4 bánh vậy đó. Là lúc đó là em đã công tác trong đơn vị. Dạ rồi ạ. Dạ, hai bạn quen nhau lâu chưa? Tính từ một thời gian quen chung là tầm 7-8 tháng rồi. Ủa nhưng mà Ngọc ơi, tại sao em lại vô trong Facebook của anh này và coi cái hình đó lại cười mà ha ha. Comment ha ha là sao? Dạ lúc đó là em đang đi học tiếng ở dưới Thủ Dầu Một Bình Dương. Em có kết bạn với anh này tầm mấy ngày, xong rồi thấy ảnh đăng lên thì em thấy là ảnh có khát vọng quá cao, cho nên em thả cảm xúc ha ha. Sao mà cao? Có thấy hình ảnh của anh trên avatar không? Dạ có. Thấy anh mặc đồ quân phục không? Dạ có. Thấy là làm trong đó thì khát vọng vậy là quá cao. Thế là cười. Thế là cười ha ha. Đó, mấy ông dưới cười quá trời cười luôn kìa. Sắp tới mấy anh có đăng những cái tấm hình giống như Thành Ngọc không? No. Đăng tấm hình là lấy được vợ. Ủa sao vậy? Đăng đi để cho mấy bé khác nó vô nó ha ha rồi mình mượn. Không biết đâu chừng mình lại có một cô vợ xinh giống như thế này. Thế ấn tượng ban đầu của em với bạn Ngọc, Thạch Ngọc là gì? Dạ lúc đầu thì em cảm thấy rất là bình thường. Lâu lâu thì anh cũng có gọi điện, nhắn tin. Khoảng thời gian đầu thì em thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà về sau này em cảm thấy là anh rất là phiền, rất là phiền. Cũng nhắn hoài hay sao? Dạ cứ nhắn rồi gọi điện mọi lúc. Nói chung là em bận gì cũng gọi điện hết, nên là em cũng thích khi nào anh rảnh là anh nhắn. Tức là anh rất là thích em á. Đúng không Ngọc? Đúng không Ngọc? Dạ, đúng rồi ạ. Đó. Nhưng mà tự nhiên vô thả ha ha, mình phải thấy ghét chứ đúng không? Sao lại mê? Có phải vì cô ấy đẹp không? Dạ, chắc một phần ạ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ngoài đời? Từ lúc mà cái thả ha nó tầm hơn một tháng sau ạ. Dạ. Rồi bao lâu thì yêu? 2 tháng. Ồ sao đôi này nhanh vậy ta? Cũng tính cho tháng thôi anh. Tại nó trẻ mà. Cái lần đầu tiên mà gặp mặt nhau ngoài đời á. Dạ. Thấy nhau ở ngoài đời đó, Ngọc á, Ngọc ấn tượng gì về bạn? Dạ lúc đầu thì em thấy anh mặc thì cũng sạch sẽ, nhưng mà mặc cái áo sơ mi là em không thích. Ủa? Không thích. Cái sơ mi nó sao mà không thích? Tại vì cái áo sơ mi đó kiểu như là dạng mấy năm trước vậy á, nhưng mà em không thích. Nó lỗi thời đúng không? Ở ngoài cái áo ra còn gì không? Thì ảnh nói chuyện kiểu như là không có suy nghĩ gì hết, cứ suy nghĩ gì cứ nói cái đó Rồi sao thương ổng? Lúc đầu thì ảnh có chở em đi chơi. Thì lúc đầu là lúc đó em đang đi làm, tầm 10 giờ đêm mới về. Em kêu là nếu mà muốn đi chơi với em á thì 10 giờ đêm xuống chở em đi chơi. Trời ơi, 10 giờ đêm chơi gì nữa ta? Em hỏi đi. Trời đất ơi, tự nhiên ơi ngộ à. 10 giờ đêm chơi gì ta? Tại sao không hỏi ông này mà đi hỏi tôi? 10 giờ đêm chơi gì? Dạ anh đó thì nói chung là thời gian đó buổi tối khi em bận thì em trên pháo cấp trên mới đi được, mới được một ngày một đêm. Cái xuống chợ đi rất là đi làm này, cái chợ đi dạo, đi ăn uống, là đi uống nước ngồi nói chuyện với nhau á chị. Giờ đấy mà vẫn có chỗ ở luôn. Mà Bình Dương nhiều chỗ không chị? Đi ăn đêm rồi. Đi ăn đêm. Chắc có tới phòng của Ngọc không? Thì nhanh vậy anh. Dạ, không biết qua chở thì phải tới nhà đúng không? Dạ lúc đó chưa là định vị ra, nhưng mà em định vị không ra chỗ, em đứng ở ngoài đầu hẻm á, cái bạn này tự đi bộ trong cái phòng ra. Một thời gian sau em mới có xuống phòng, mới có. Một thời gian sau là mấy tháng? Khoảng tầm chắc gần nửa tháng. Nửa tháng.
ơi, em phải nói là mấy ngày hoặc là mấy tiếng. Đó. Đôi này là đôi siêu tốc đi anh. Đó. Rồi bây giờ mày hỏi là tới phòng làm gì chứ? À. Tới phòng à? Rồi tới phòng là làm gì em? Xong em vẫn đứng ngoài đợi chứ mà chưa có vô gì. À bạn chưa vô? Bạn chưa vô, đứng ngoài đợi cái này mà thay đồ bánh cấp thì xong chợ đi chơi đi dạo dạo xong chợ về lại em lại lên làm đơn vị. Chơi đêm không hả? Ngày thì em làm nó không có được rảnh nhiều cho lắm ạ. Sau đó là ổng tới phòng ổng làm gì Ngọc? Nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nói chung là công việc làm hết luôn. Làm hết cho em luôn. Dạ. Là lúc đó là cái mối quan hệ của hai đứa đó là như thế nào? Giữa. Chưa tình bạn chưa tình yêu đó. Chưa yêu luôn, bao lâu tình yêu? Khoảng tầm hơn một tháng. Lại một tháng. Tóm lại là từ lúc quen đến lúc nhận lời yêu là hơn 2 tháng đúng không? Dạ. Đó, em tính nãy giờ rồi. Nhưng mà cái điều gì ở bạn này mà em lại yêu Hương ảnh? Kiểu như ảnh là có sự kiên nhẫn lo cho em hết. Nên là em cảm thấy là rung động. Rung động. Nhưng mà Ngọc có suy nghĩ về cái việc gọi là nghiêm túc trong tình yêu không? Với một cái cô bé mà còn quá bé đến như vậy. Dạ có ạ. Thực chất ra là em thì trước giờ cũng quen cũng ít lắm. Khi từ năm lớp 6 em đã xong là đi học xa nhà mà tự lập hết, ăn uống này nọ, giặt đồ tự hết, bắt đầu từ năm lớp 6. Xong học xong cấp 3 cái chuẩn bị là đi đại học có mà giấy gọi mình nhập ngũ. Xong em nhập ngũ luôn tới bây giờ. Nói chung là đến lúc rồi đúng không? Dạ. Đến thời điểm rồi. Dạ đến thời điểm. Tại sao lại quyết định cưới nhau nhanh như thế? Trong thời gian đó em xin nghỉ được 5 ngày cái em giận bạn về nhà chơi. Cái xong về nhà ba mẹ em cũng ưng, cũng thích. Có khi mới về nhà em nói chung là giống như nhà mình không có ngại á. Có vô nhà em có gì ăn cái đó thấy mẹ em làm gì làm theo cái đó. Em hỏi mẹ vơ vơ bảo thấy con dâu như thế nào. Xong mẹ kêu thấy cũng được, cũng đẹp gái, cũng siêng năng này kia. Hỏi mẹ kêu cho cưới không? Mẹ kêu nếu cưới thì cưới. Thế là hai bạn kết hôn được mấy tháng rồi? 2 tháng. À kết hôn được hơn 2 tháng rồi. Dạ, 2 tháng cưới là em sai giờ em chắc hơn tháng rưỡi rồi. Trời ơi. Hội thao chị đi thi cấp tầm quân, tại em đi thi ngoài Hà Nội mới về cách đây tầm được mấy ngày. Hai đứa có định là khi nào có em bé không? Dạ hiện tại là em đang có bé gần 2 tháng. Chúc mừng em, chúc mừng hai vợ chồng. Dạ, mới cưới 2 tháng thôi. Dạ. Nhưng mà đã có em bé, có em bé rồi. Gần 2 tháng. Gần 2 tháng luôn. Cưới xong là có liền luôn đó. Cưới 2 tháng bên Trung. Hai em là quen nhau cũng rất là nhanh. Dạ. Vậy thì hai em có thật sự là đã hiểu nhau để mà xây dựng cái mối quan hệ nó lâu dài? Em cũng rất là nghiêm túc về cái vấn đề mối hôn nhân. Em có hỏi giờ em suy nghĩ rất kỹ. Trước tiên là gia đình ấy đã. Còn mình thì nếu mà mình đồng ý thì gia đình sẽ đồng ý thôi. Nhiều lúc mà giờ em chưa trả lời liền được cái mình suy nghĩ có khi vài ngày. Vợ phải kêu hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào, có đồng ý hay không. Tại giờ còn nhỏ này ba mẹ đồng ý á, thì mới giờ em quyết được. Ba mẹ giờ cũng đồng ý, bên em cũng đồng ý thì hai bên cưới rồi. Ví dụ. Dạ. Vậy là hai người quen nhau và lấy nhau trong vòng chưa đầy nửa năm rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Đi công tác nhiều như vậy nữa thì cái thời gian ở gần nhau cũng nó có đủ nhiều để mà hai người hiểu với nhau chưa? Tức là liệu đã thấy được là người kia đã có những cái điều mà làm mình yêu và có những cái điều là mình chưa hài lòng? Không có cái tật xấu gì không? Chỉ có cái là hút thuốc thôi. Tật này tật xấu thật sự nha. Không những có lúc gì bên cạnh của Ngọc á là hút nhiều không? Dạ không dám hút trước mặt. Tại sao? Tốt. Tại sao không hút trước mặt? Tại vì em cấm hút thuốc. Đúng rồi, bây giờ vợ đang có bầu á. Dạ. Mình càng tuyệt đối là không được để cho vợ ngửi mùi hút thuốc lá nha. Nhỏ nó ngửi mùi thuốc không có nên. Nhưng mà có lần nào hút thuốc trước mặt của Ngọc á mà Ngọc cấu lên và Ngọc phải thể hiện những cái hành động gì đó nó mạnh mẽ không? Có, như bữa đám anh ngồi anh nhậu với bạn bè. Ừ. Thì anh kêu em là vô nhà ngủ đi, em vừa mới vô nhà tầm 5 phút à. Xong rồi anh ở ngoài anh hút mà anh thổi phù khói luôn. Xong rồi em mở cửa em đứng em nhìn, anh nhìn anh quay qua anh thấy em chỉ thẳng mặt dục điếu thuốc luôn. Dục điếu thuốc luôn. Sợ vợ đấy. Mới có nhìn thôi mà đã dục thuốc rồi vậy. Dạ là cao quá. Thì nếu mà không dục thì lúc hành động tiếp theo là gì? Chạy quýnh em. Còn tật xấu gì nữa không? Ổng có ghen không? Có. Ghen mà, ghen trong lòng hả? Ghen xong rồi khi nào mà nhậu say vô xong rồi cái ngồi suy nghĩ xong rồi hồi nữa nói chuyện với em này kia, tâm sự này kia. Có ghen. Ghen nhẹ nhàng thôi không phải nói. Mà những lúc nào mà có rượu bia thì mới ghen. Bình thường thì không ghen. Bình thường thì có nhưng mà không muốn nói đâu. Bây giờ phải hỏi Ngọc nè, có một cô vợ trẻ trung xinh xắn như thế này rồi mình phải đi công tác làm nhiệm vụ ở trong doanh trại thì để vợ ở nhà vậy mình có yên lòng không? Dạ, có ghen lúc, không? Dạ có, nhiều lúc ở trong đó cứ suy nghĩ giờ cứ vợ ở nhà giờ đang làm gì, giờ em còn quá trẻ, nhiều lúc em cũng ghen lắm. Ghen hồi đó giờ vợ có cái điểm nào mà để cho Ngọc ghen không? Cũng có, khi thường thường là nick Facebook Zalo vợ là em sẽ có hết, cái vô xem cứ thấy một tin nhắn tin vừa thấy mới hiện qua thấy vợ xóa liền luôn, vợ xóa liền luôn, nhiều lúc mấy cái điểm đó mình làm nghi ngờ nhiều lắm. Vì sao mà xóa nào? Đó. Dạ tại vì kiểu như là bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà chồng em lại không thích em nhắn tin với con trai. Không thích em nhắn tin với con trai? Dạ. Nhưng mà em có nhắn tin cho con trai không? Dạ nhưng mà đó chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường. Nhưng mà Ngọc có thích cho vợ mình nhắn tin cho bạn bè bình thường là con trai không? Dạ không á, nhiều mối mà nguy hiểm lắm.
trông mặt anh chồng đấy bất an. Thôi được rồi, bây giờ nói câu gì để cho chồng giải tỏa được cái sự lo lắng của mình đi em. Chồng cứ yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi dẫn về nhà với vợ với con rồi. Đấy, vợ đã nói thế là đã có yên tâm được tí nào chưa? Đã chắc tầm được 80 rồi ạ. 80 rồi. Dạ vâng. Thế bây giờ đến lượt Ngọc là kể cho chị xem nghe xem là Ngọc kia có tật xấu gì không? Có nhiều lắm. Nhiều lắm à? Lúc đầu tiên mới quen về tới mà cái phòng ở bắt đầu em mới bước vô á, thấy mà cái phòng cũng dạng bừa bộn. Ồ, đấy anh thấy không? 100 người là 100 điểm giống nhau. Nhiều lúc ăn chán bát để lâu ngày, có khi một ngày với ngày chồng 2 ngày chưa rửa, cái em xuống em rửa hết, nấu cơm, nấu đồ ăn, làm đồ ăn xong, em kêu phụ em bưng cái không bưng, vẫn ngồi bấm thôi. Xong ngày vẫn dọn xuống ăn hết, ăn xong bấm thoại tiếp, em lại dọn dẹp em đi rửa. À, suốt ngày bấm điện thoại. Dạ. Đó. Đây tật xấu này này. Đó. Tật xấu này là xấu đó nha. Tật xấu này. Bây giờ còn không? Vẫn còn nhưng mà được một phần nào rồi. À, đỡ hơn. Dạ, đỡ có thay đổi. Thích mua đồ lắm vậy. Em có không? Em có. Nghẹt mua hàng lắm. Giống được trước nhưng mới dẫn về nhà chơi vài ngày chị. Cái dựa lên tới là trước cửa phòng là gần 10 đơn. Ôi, là nhưng mà bây giờ bà bầu có nhiều nhu cầu lắm em. Dạ, em vô đấy có trong cái Shopee, vô trong cái giỏ hàng là một tá hàng luôn, từ trên xuống dưới nhiều lắm. Em ơi, nhưng nói thật là đây là tập trung của phụ nữ đấy em ạ. Dạ. Nghiện số nào cũng như cô nào hết đấy. Ở còn gì nữa nè? Hay giận vô vơ lắm, giận hờn là vô cớ. Cho một ví dụ điển hình đi. Giống như cái hôm đầu tiên em đi công tác từ Hà Nội về, đi xe khách mà 2 ngày 2 đêm mới về tới đây. Về tới nhà cái em mệt quá, em nằm nghỉ, thấy mẹ em quét nhà, cái xong rồi bà kêu em đi lau nhà đi. Em kêu em mệt quá không có lau, giận luôn. Giận xong đi bộ đi cắt tóc lại vậy luôn. Má giận nhưng mà bà có lau nhà không? Dạ có. Dám để đi lau nhà. Đúng ra thôi, anh đi mệt quá rồi anh nằm nghỉ đi, em lau dọn cho anh thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Kinh tế ở nhà là ai giữ? Chìa khóa nhà ai giữ? À, vợ giữ. À, vợ giữ. Có như là tất làm bao nhiêu tiền về là đưa cho vợ. Cho vợ. Dạ. Trời ơi, chồng này ngoan nhờ. Có khi mình giữ lại một ít để phòng thân thôi vậy. Một quãng ghê lắm. Bây giờ mình có tầm 1 triệu đúng không? Cứ ngày hôm nay hỏi xem hết xài hết nhiêu tiền còn nhiêu ngày nào cũng hỏi. Có phát lương cho chồng không? Có phát. Mỗi tháng cho chồng bao nhiêu tiền à? Tháng thì triệu, tháng thì triệu. Mỗi tháng được 1 triệu. Tháng 1 triệu đó mấy đứa. Tháng triệu ông xài gì? Trong quân đội thì người ta có cho ăn uống đầy đủ hết rồi. À, tiền 1 triệu thì cho chỉ là cà phê rồi xăng cộ thôi chứ không có. Ôi trời ơi. 1 triệu mà đổ xăng với cà phê. Sao mà đủ anh? Một tuần không đủ ấy. Mấy này nó hết ý định nó vợ luôn rồi. Thạch Ngọc muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ, điều đầu tiên là em muốn vợ em thay đổi, nói chung là hạn chế cái mua hàng online trên mạng này. Nói chung là giờ cũng là cuộc sống vợ chồng không? Giờ sắp có con, nói chung là nhiều lúc tới cái vấn đề là khó khăn, tiền bạc mình phải cần nhiều ấy. Đừng có nói chung là giảm mà giận vô cớ. Em ơi, nhưng mà nói thật là chị phải chia sẻ với em cái giai đoạn này của người phụ nữ là sẽ rất là dễ cáu giận. Mà từ giờ cho đến 7 tháng nữa em phải xác định tinh thần là càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Bởi vì càng ngày khi mà cô gái càng nặng nề hơn và sẽ cơ thể rất nhiều cái đau đớn, thì em sẽ phải thương và hiểu cho vợ. Thương và mình hiểu là vợ mình đang có rất là nhiều những cái gánh nặng, và vợ mình đang rất là mong muốn được mình chồng mình chia sẻ. Vì cái chặng đường phía trước nó còn dài lắm. Sinh con ra nó còn rất rất nhiều những vấn đề nữa cơ. Thế nên là thôi, từ bây giờ là hai vợ chồng cố gắng là nhịn nhau, nhìn nhau, chấp nhận nhau hơn, thương nhau nhiều hơn. Em sẽ thấy đấy, vợ em rất yêu em. Tất cả những gì cô ấy nói về em chỉ có một tật xấu duy nhất là hút thuốc thôi. Mà em thấy em list ra một danh sách dài không? Rõ ràng là mình đang nhìn thấy ở đây là gì? Là mình đang có nhiều cái trong lòng mình đang chất chứa, mình phải nói ra được. Hôm nay nói ra được hết rồi. Dạ vâng. Thì thôi, bỏ qua hết để mà yêu thương vợ. Chia sẻ với hai vợ chồng, nhất là với vợ em còn quá trẻ. Đúng ra cái tuổi này phải là cái tuổi mà ăn tuổi chơi, chơi nhiều hơn là ở nhà. Đúng. Quán xuyến tất cả mọi thứ. Mà sắp tới đây lại phải nhận thêm một cái nhiệm vụ, đó là thiên chức của một người mẹ nữa. Chưa kịp tận hưởng gì đã phải làm rất là nhiều thứ. Nó rất là khó khăn, rất là vất vả đó. Vất vả đó. Tuy nhiên em cũng phải chuẩn bị tất cả những cái tâm lý để vừa làm vợ vừa làm mẹ, và đồng thời cũng là một người bạn đồng hành chia sẻ buồn vui thành công thất bại của chồng mình. Đúng rồi. Cái gì mình làm được mình sẽ làm chia sẻ với chồng. Đúng rồi. Hai vợ chồng cùng chăm sóc nhau. Đó. Rồi, cảm ơn Song Ngọc. Dạ. Chúc mừng Song Ngọc và một tiểu Ngọc đang ở bên trong. Dạ. Đó. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Nè. Em tên là Tăng Thị Thanh Nhàn ạ. Năm nay em 32 tuổi và làm giáo viên. Nhà là giáo viên mầm non hay là lớp mấy? Dạ em giáo viên cấp 3. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hoàng Thiết Kế. Gì? Hoàng Thiết Kế. Thiết kế. Hoàng Thiết Kế. Ờ, giờ tôi phải phiên dịch nữa rồi. Dạ. Em làm công nhân nhà máy nước Đắk Minh ở Đắk Nông. Tại sao em lại có cái tên là Hoàng Thiết Kế? Dạ vì bố mẹ em muốn em sau này sẽ làm về lĩnh vực xây dựng, nên là đặt tên em như vậy để sau này có cái hướng nghề nghiệp như vậy. À, hai em có con chưa? Dạ rồi. Dạ, rồi. Vậy em đặt tên con em là cái gì? Dạ tên con em là Hoàng Tăng Thiết Giáp. Ủa, nhưng mà lý do gì em đặt tên là Hoàng Tăng Thiết Giáp? Cái tên này thì cũng là do chị bạn của vợ, lúc bọn em gửi thiệp mời đám cưới á, chị nhìn vào thiệp mời chị bảo là hai đứa này sau này mà có con đặt tên là Tăng Thiết Giáp thì hơi bị đẹp. Dạ. Có hai đứa định có con không?
Dạ. Nếu ông Trang xin gửi cho cái tên là Hoàng Tăng Đạo Bác. Được không? Dạ. Tăng thiết giáp, dạ. Trời ơi, thấy dạ. Xe cộ không? Đó, dạ. Sau đó là đại bác nên cái là không còn nào dám đụng lên. Dạ. Rồi, hai bạn lần đầu tiên là cơ duyên nào gặp nhau? Lần đầu tiên bạn em gặp nhau lần đó là ông bố vợ lên đi đăng ký lắp nước máy ở trên chỗ nhà máy nước là cơ quan của em á. Em được phân công xuống đi khảo sát để lắp đặt nước máy với nhau. Thế là em đo đến nhà tắm thì thấy vợ em ấn tượng đầu tiên rất là thấy cái cặp giò nó trắng quá. Và cái con đuôi đến đây. Dạ, và con đuôi đến đây em thấy sao mà trắng thế. Rồi là trắng luôn hả? Dạ, sau em chồng của vợ mới bảo ôi thế bà con dạ gái xinh thế không biết đã có gia đình với bà thầy. Ông bảo là chưa có gia đình đâu. Em mới bảo thế thì chắc có lẽ cho con làm rể bác cái thôi. Em cứ chồng mày sau bố vợ bảo nếu mà mày tán được thì gả cho mày. Và đây là mày có tán được hay không? À, và lúc đó là em là bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi. À, yeah. Yeah. Lúc đó thì em trải qua hai mối tình rồi. Yeah. Cũng định đi đến đám cưới luôn với hai người đó. Dạ, yeah. Yeah. Rồi thời gian đó là em đang chia tay. Nên là gặp anh lần đầu tiên thì em không có ấn tượng gì hết á. Ừ. Tại vì mẫu người của em là phải cao to đẹp trai. Dạ. Anh là đẹp trai này chỉ có không cao to thôi. Dạ, em nhìn thấy là em đứng trên nhà bếp cao mà. Ừ. Ở phía tắm dưới nữa anh lùng con khúc rồi. Dạ. Rồi sao mà có thể là sáp lại với nhau được? Đầu tiên là của ông ngoại ạ. Ông ngoại làm ba thì sao? Thì lần đầu tiên lên đăng ký nhà máy nước á thì thấy anh đang bắt cơm. Thế là ông ngoại mới kêu là bố thấy nhìn thằng đó được á, thấy nó hiền, nó còn biết tự nấu ăn nữa. Xong rồi bố bảo là thấy cũng hiền lành chất phác thì con thử tìm hiểu xem sao. Dạ. Cùng hên là hôm đó lâu lâu Nam Thi Mỹ Hòa em mới nấu ăn được bữa. Mà sao hôm đó vừa bắt cơm là vừa thấy ông ngoại vào nên thấy là được cái điểm. Nhưng mà thực ra là lâu lâu em mới làm được bữa vậy. Thế là ông ngoại chậm được điểm đó. Xong hôm sau em mới xuống là chín số điện thoại. Ông bảo thế mày gặp trực tiếp đó mới chín chứ sao chín quá bố. Thì giờ con chưa quen thì bố phải tạo điều kiện cho con ý. Con ý vậy là bao nhiêu lâu thì chính thức yêu nhau? Em nhớ là đâu gần có 1 tháng à. Hai thì chị Long Phương có 2 tuần là em hỏi rồi. Thì về em với bạn ấy, anh này hãy mới đi được có 2 tuần mà đã hỏi như vậy ai mà trả lời được. Được thì cho thêm 1 tuần nữa suy nghĩ đi. Thế là dạ, sau 1 tuần suy nghĩ thì em đồng ý ạ. Đồng ý anh. Dạ, tại vì lúc đó em nghĩ người thứ nhất thì em cũng chạm ngõ rồi, người thứ hai thì cũng làm hồ sơ xong, nói chung gần xong rồi, thì em nghĩ là quá tam ba bận hai lần mất rồi, thế là lần này thì quyết định là hên xui đi. Dạ. Thế là em đồng ý luôn, em chấp nhận hết xui. Là đồng ý yêu và cưới luôn gì? Dạ đúng rồi. Rồi trong vòng 1 tháng gì thì tụi em đã hiểu về coi nhau. Coi như sau khi lấy nhau á. Sau khi lấy nhau, coi như lấy nhau, nhau xong như thế nào? Rồi bắt đầu là coi như vừa hôn nhân mà vừa tìm hiểu luôn. Dạ, đúng, dạ, không? Đúng rồi. Tại có vỡ mộng nhiều á. Dạ. Dạ nhiều lắm. Chưa có cơ hội tìm hiểu mà. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ bọn em lấy được 3 năm có lẽ rồi. Vì năm đầu tiên là những tật xấu bắt đầu lo le. Dạ. Rồi về ngay đầu tiên là xấu nhất luôn. Gạch đầu hàng là cái gì? Dạ gạch đầu hàng thứ nhất á là về nhà là cái bận lười, lười tắm. Trời ơi làm nước mà sợ nước không nội. Dạ. Hình như nó kỹ hay sao á. Rồi lười tắm. Thứ hai là không phụ giúp vợ việc gì hết á. Về nhà là nằm coi tivi, đợi vợ nấu ăn xong dọn lên trên bàn xong rồi lúc đó rồi chịu ngồi xuống ăn xong lại tóc lên giường nằm tiếp. Vợ tự dọn. Em lười tắm mà có khi nào mà em bực quá em phải lôi ổng vô em tắm nhậu không? Dạ không lôi tắm nhưng mà em kêu là không tắm thì anh đi xuống dưới nền nằm đi còn em ngủ lên giường. Trời lười tắm hôi lắm à. Dạ có lúc em nhớ là hình như được ba gần 4 ngày luôn á. Trời ơi kinh lắm luôn. Sao lại sợ nước vậy em? Dạ không phải là em sợ nước mà là do vừa tắm xong thì lại bắt đầu lại có việc lại bắt đầu lại cứ làm tiếp vậy á. Thì nếu mà cứ tắm liên tục như vậy một ngày chắc phải tắm 3-4 lần thì mới đủ. Anh nói nè, ví dụ như công việc của anh là anh phải hay đi chân đất này nọ đó. Dạ. Thì mỗi một lần mà leo lên giường như vậy á thì có rửa chân rồi rửa tay này nọ được không? Dạ có. Tức là anh ngủ vui lắm, cái giường là anh ngủ sẽ thả chân một phát là anh cho hai chân ra ngoài. Bữa đó không rửa chân, rửa tay thôi. Dạ. Rửa tay thôi, tiết kiệm. Dạ, tiết kiệm á, tức là đi ngủ có sao không bỏ chân lên, chân anh chưa rửa. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ là đã cải thiện được chưa? Dạ cũng được 70% về việc đó. Ôi tốt rồi. Dạ. Làm sao mà cải thiện được 100% kìa vậy? Thầy cải thiện cứ từ từ. Làm liền một lúc thì khó. Ủa nhưng mà bây giờ hai vợ chồng có bao giờ cãi nhau dữ dội không? Có cãi nhau nhiều một lần. Lúc đó là em mới cưới nhau thôi. Thì lúc đó em đi nhuộm tóc thì em nhuộm màu vàng thì mọi người nói là em hợp với màu tóc đó và em nhìn thấy cũng hợp tại vì em cũng hơi trắng một chút xíu. Dạ, ngày xưa thì đẹp lắm mà giờ đỡ nhiều rồi đó. Sau rồi em cắt về thì em cũng tự tin lắm. À. Thế là hôm đó chồng đi làm về buổi chiều tối rồi nhìn thấy em kêu em mới nhuộm tóc à. Anh nói là em kêu là dạ đúng rồi em uống với nhuộm. Thế là chồng em cau mặt lại anh không thích tóc đó đâu. Em với kêu là
em nhuộm tóc thì có sao đâu, đẹp là được rồi. Thế là chồng em bảo là nếu mà như thế thì sẽ làm thay đổi cái cách nhìn của bố anh á. Bố anh là người truyền thống, thích con gái Việt Nam phải là tóc dài đen đó. Thế là ông giận nổi đùng 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 lên. Giận là làm cái gì? Dạ, em chỉ nói thôi, nói từ sáng tới chiều. Dạ không, em chỉ nói là lo đi nhuộm lại đi chứ để như vậy thì về trong nhà thì ông bà không ứng đâu. Em chỉ nói chừng đó. Rồi vợ có đi nhuộm không? Dạ em lúc đó tức lắm, tại vì màu tóc không có ảnh hưởng đến việc quy kết một tính cách của một con người á. Xong là lúc đầu thì em cũng không quyết định đi nhuộm. Thế là anh cứ nói quá lên, thế là em quyết định đi nhuộm lại, nhưng mà cũng tức lắm. Nhuộm mà trong lòng không phục ra đúng không? Dạ không. Về nhà buồn khóc quá chừng luôn. Dạ nhưng mà sáng nay lại đi nhuộm lại. Nhưng mà sau đợt đó thì vợ chồng không có cãi nhau đến hết giờ. Cãi nhau. Dạ. Vậy là bây giờ chồng còn tính xấu gì nữa không? Dạ còn, nhiều, còn lắm. Nhiều lắm luôn. Dạ kệ, mà gạt đầu dòng cái mấy cái mấy cái kể những cái tập gì mà số đau số lớn dạ. Lười rồi, một quy chụp một chữ lười rồi. Không quan tâm đến vợ, là không giúp vợ việc nhà. Dạ là lười, lười là lười, lười. Dạ. Rồi vậy là bao trọng quá, bao trọng luôn. Trọng thôi, lười lười toàn diện luôn. Cho chồng cái chủ này gọi là mai cầu lười nè đó. Còn bây giờ nè, vợ em có thật xấu không? Thì vợ em thì có một cái tật xấu là vợ em tiêu hoang lắm, mà mỗi lần vợ mà đi ra chợ mà mua đồ ăn thức uống về vợ mua một loạt rồi kìa. Nhiều hôm em bảo thì ngoài trời có con gì nữa không, ôm hết về đây rồi à. Được mua hoang phí đúng không? Dạ hoang phí lắm, tiêu hoang phí. Ví dụ đi chờ mà mua chuỗi là mua lần 4-5 nải về ủ mua một lần để nó chín cả một loạt luôn là ăn không hết, là nó 4-5 nải ăn sao hết trời, nó thổi ra rồi là đưa đi vắt. Em thấy như vậy là nó lãng phí quá. Còn tật xấu gì nữa? Thì vợ em chỉ có cái tật xấu là tiêu hoang về mặt tài chính mà đưa cho vợ em là không còn đồng nào hết. Rồi bảo thôi có gì trong con góp thì từ góp thế chứ của vợ là có những lương vợ lo chi tiêu của vợ chẳng có đâu nào. Mà đúng là từ ngày cưới giờ với tài khoản là hôm qua con kiểm tra là con 6 ngàn. Từ khi cưới giờ mà bây giờ kinh tế là ai nắm giữ? Dạ em. Mà hôm qua còn 6 ngàn hả? Dạ. Dạ em cầm hết nắm hết mà hôm qua dạ. Cuối cùng là 6 ngàn trong tài khoản, còn em rút ra thì cầm còn mấy triệu nữa. À dạ. Vậy hả? À vậy là đủ tiền xe lên đây, đủ dạ. Tiền đủ tiền để đổ xăng đi lên chương trình chứ. Dạ. Quên 6 ngàn đâu có đủ hai xăng giờ mày. Ừ, em là ở đâu lên vậy? Dạ, dạ em ở Đắk Minh, Đắk Nông. Vậy xa. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn bản thiết kế này thay đổi điều gì? Em mong muốn hả? Nhiều lắm. Ví dụ về phải giúp vợ nè, nói chung là anh phải tự giác lên. Nói tóm lại là phải giúp đỡ vợ. Ừ, dạ. Rồi cái gì rồi nữa? Biết quan tâm vợ. Rồi cái gì thiết kế? Em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em thì muốn vợ em là giờ ăn chừng nào thì mua chừng đó thôi. Chứ mua về hoang phí quá, để nhiều lúc mua sữa về con nó vắt xuống nhà rồi dầm nó phọt khắp được khắp nhà nữa. Em bảo có gì mua về cứ để trên cao, để vắt khắp với con lối ra khắp đấy. Nói chung là nói mới góp ý vợ mà dèm dèm á cũng sợ sợ á. Chờ chờ tí chờ tí chờ tí nữa về đi là sao. Đúng rồi, dễ dèm. Có nghĩa là chồng muốn thông qua chương trình này á để nói khéo với vợ là vợ bớt hoang phí lại. Thực ra cái điều đó là quá đúng rồi, đúng không? Dạ. Ăn uống thì không ai tiếc, nhưng mà điều vấn đề ăn là phải mua làm sao cho nó đủ, đừng có để bị vứt đi phí. Bao nhiêu người không có cái để ăn nữa, mình có mà mình lại vứt đi thì không nên. Đó thì cái điều ước mơ của chồng là đúng. Mà ngược lại vợ cũng mong muốn chồng thôi quan tâm đi. Hả, thấy mua nhiều á cắt lại. Hoặc nếu mà ăn cảm thấy không hết thì biếu hàng xóm láng giềng ví dụ vậy. Chứ để vứt đi phí mà. Đúng không? Dạ. Thì với điều kiện phải quan tâm nhiều thì mới biết được là như thế nào nào, đúng không? Dạ. Em. Dạ. Ôi, cặp này rồi. Vui quá, đâu có gì ý đâu ha. Dạ, cứ như vậy mà tiến tới việc, thôi. Công việc của hai vợ chồng sẽ ngày càng phát triển và thăng tiến hơn nữa. Dạ. Mau chóng có đứa đại bác ra cho để vui vui vui. Xin chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chủ ảnh đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là trước đây là nó tình cờ cái duyên nhá. Tức là nó rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Trời ơi, như vậy nè, vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh rồi thì thôi, coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là coi như ông đầu hết rồi. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Dạ, nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi này chú nghe không rõ, con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam, Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Bồi tuổi trẻ tài cao. Là nam từ từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À tức là con vẫn sống ở Hà Nội dạ, đúng vâng không? Ạ. À vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa mà con bắt đăng ký xong thì vợ con bảo ô cứ tụm thì cười thôi, cười gần 2 tháng nay rồi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Thì hoảng một hồi bà đi quay à, thử đi quay.
nhưng hộp quá. Ừ, thôi, đi đi đi, đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng ạ. Chứ chương trình này là mến mộ của Hồng Vân cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế dạ. mà vào. Cảm ơn hai bạn đã từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu cho mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề hiện tại của con thì con đang làm mẫu live stream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu live stream. À, mẫu quần áo ấy ạ. Các shop quần áo mời vợ con đến live stream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. Ôi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Đã nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen quen thì xong rồi mới nói là giống Kali. Đó nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Dạ vâng. Có ngày nào mà live stream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5 6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó gần 10 tiếng rồi. Có hôm là bà con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy là xin phép chồng là làm đến 1 2 giờ sáng là luôn. Là nói ra rã luôn đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Hàng sale á hôm nào mà không mà livestream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô đấy. Đúng rồi. Thôi bây giờ chắc đoán đi. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, livestream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng. Và ông này là đến chụp hình và thấy là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy đúng không? Một phần thôi ạ, tại vì một phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi sai rồi. Dạ. Đúng rồi sai gì cả. Sai ạ. Sai đấy chú. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi chú Thuận, riêng chú Thuận nha. Dạ. Chúc ai là người đó có bầu thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai cho đó. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng son mà dạ. lên đây á, mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó. Dạ vâng. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó. Mới đi công du một chuyến đó. Bỏ cô 4 số á. À không, vừa có thấy thôi. Đúng không? Bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi chúc. Là đi đến tận nơi nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá. Vâng. Tới tận nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt. Đi thiệt mà. Rồi. Dạ. Ok. Rồi thôi chút nữa ai đứa cần thì chú chúc nha. Dạ vâng. Rồi. Bây giờ kể cho chú nghe đi cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau rồi mến nhau. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Về vợ con, để biết về vợ con ấy thì con ở trên Facebook ấy thì ngày xưa con làm công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy thì là cái mà con rất đăng lên rất là nhiều và trên story của con là đăng cũng khá nhiều. Để ý là cô này suốt ngày xem mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like bác bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại mà cô ấy cũng có bơ luôn. Con hỏi lạ thật. Mà trong gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác. Thì con cũng tiến tới thì cũng là con đang đang kiểu tìm hiểu. Thì con bảo ô hay nhỉ. Thì vào trong Facebook tìm hiểu. Cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần, cứ like đi bỏ like. Vợ con không bảo gì luôn. Vợ con mặc kệ, con không quan tâm gì. Không thèm để ý tới con luôn. Không thèm để ý. Tại vì cố để ý người khác chứ. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí. Thì lúc đấy là đi thực tập thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiền hậu. Con bảo xinh quá. Ngọc nữ đó, vâng. Vợ con là thuộc tiếp là người ta gọi là ngọc nữ. Vâng, và con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thì lúc đấy xem con có comment vào nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo ủa lạ, từ trước giờ mình chưa bao giờ bị comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là vợ con đăng lên story là hỏng bị hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Thế là con bảo ôi chết rồi, quả này dính bẫy rồi. Con nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Con có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi. Vâng anh ạ. Nhưng mà vậy mà con có thể suy đoán là không, cô ấy dính rồi. Nhưng mà không, vì là con được, thế là khi mà comment lại con có một cái gì là kiểu là thằng giáo cách cảm á, là con cảm giác là thả rồi đó, như là thả là dính rồi đó, đúng không? Tại vì là con lấy 2 tháng trời từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5 tháng 5 tháng 8 không trả lời gì hết, không trả lời gì luôn. Mà con từ đấy con comment ai cũng tạo trả lời à? Đâu bây giờ hỏi vợ con này lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này? Vâng, cũng nó cũng một kiểu như là không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình ấy, đang hỏng xe đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình, thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Nhưng mà được cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn nào không gặp. Không gặp. Thế con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân. Cho bạn thân bảo đâu xem nào. Đấy. Tán nói chuyện.
Tức là con dám giới thiệu bản thân con là đây là người yêu tớ không, đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Ừ. Anh nói chuyện là không được, chúng nói chuyện đi. À, tức là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bắn cái đó, tức là bắn cái cho bản thân luôn. Vâng, đó. Sao cô ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó mà xong cô ấy. Sao bảo, ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Nghe là ông ấy bảo, để anh xem nhà anh nói chuyện. Nói chuyện được tầm 3 hôm hỏi, thế có tiền đó gì không? Có được không? Ui chán lắm. Chán lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, còn lại nói chuyện tiếp. Thế con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không rồi. Thì vì vợ nhà con, cái nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Thế con điều tra cô này, con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Thế con bảo quyết tâm là phải giao phải hạ của cô này, thế tới đất hạ cực luôn. Thế mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con út ạ. Con út, thế nhà con có vợ nhà con là có ba anh chị em ạ, và con là con út ạ, cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cậu ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉnh chu, dày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm con quyết định gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong, mà quần đùi áo cộc, và bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài, mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha, dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau, đúng không? Dạ. Mà sao con lại không chuẩn bị cho mình một cái avatar, hiểu không? Tức là ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mở một chỗ anh em, thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship, mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Thì cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm vào được con ship đến. Ship đến thì tình cờ hôm đấy thì hôm đấy là bán hàng nó rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao ạ, gấp thế. Thì gặp thì ôi, con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em ấy thích thì được đấy. Thì con coi như một cái thử thách luôn, thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con nhìn này, cứ nhìn con, vợ con cứ nhìn. Con bảo em sao đấy. Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu từ đấy bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Thế nhưng mà hôm vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời nhá, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lại là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất đúng của rồi, anh, đúng rồi không? Đấy ạ. À, chứ chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê là gặp rồi. Con mà con lại có được cảm tình có cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bảo là đây anh này là dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ấy ạ. Ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng không? Ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi, thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng có nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình, thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái lệch cái suy nghĩ ấy. Thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp ngu ấy ạ. Vâng, thì cho nên gần á. Dạ vâng, đúng rồi. Thế rồi sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Thôi đúng mới chưa? Mới chưa? Chưa, hẹn hò. Ôi ôi, coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò ra nào. Thế đối với anh này á thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mình gặp? Về gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Vẫn vậy luôn. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online. Đúng rồi. Bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng, cổ ưng cái giao diện này. Cho nên lần sau mình tiếp tục. Với cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê cà pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình các việc thoải mái. Đó thì hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế. Rồi cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ, rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò, đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái, thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt. Con cái đó là con có cảm thấy khó chịu không, hay là con cảm thấy là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu mà ông quái ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế ạ. Đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy, nhưng mà sau đấy thì gọi là tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là bụng anh thật sự là cũng hơi kém. Tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ, cho nên là cũng có một chút gọi là vấn đề về đường bụng ấy, ruột ấy, thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ. Thế như vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh. Còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đại tràng. Đại tràng đập mạnh đó chị. Đúng không? Thì trước đấy con hôm nay con cũng liều đấy ạ. Tại vì trước đấy con hẹn hò
mấy lần trước thì với các cô gái khác thì còn chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy bắt đầu bắt buộc cô ấy phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ là ô thôi lạ thế mà anh liều vậy, thế là thôi từ đấy là con cứ biết thừa là con là cũng dạo nhiều nên là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đây là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu đúng không? Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Có nhiều khi có thể là do hồi hộp nó dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ đó. Hai bộ con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy nó nhiều đúng rồi ạ. Ngày nào mà ông chở mình mà ông không dừng lại đi toilet là có điều lạ đấy. Như là ăn xong rồi đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch là anh ơi thì có ấy không gì đúng em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ, quanh hết cái phố phường nơi nào đều có nơi không? Nào anh cũng đều có thả bơm đúng rồi. Đánh dấu tức là đánh dấu đánh dấu hả rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? Hai tháng 15 ngày ạ. Thế vợ con bắt cho con lúc con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế vợ con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn. Vì cho con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo em suy nghĩ chưa? Bảo em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ 7 thì trả lời. Thứ 7 thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời xem phim. Thì con cũng đi lên thì hôm nay trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình có cái để mình thể hiện luôn. Trời mưa thì con đi thì con che áo lấy áo che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng ấy. Cầm tay xong dắt đi xong rồi. Nhưng vợ con bảo cho cầm tay là ok rồi đấy. Thì bắt đầu lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo phải chết rồi. Thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi. Dính rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa. Ngồi vợ con ngồi này cứ này. Xong con cứ em sao? Xem vợ con cứ ngồi này. Xong rồi con bảo xong là vợ con lại nhớ trời mưa. Con bảo sao nhỉ? Mà không nói cái gì cả. Không nói gì ạ. Mà chỉ có cái câu là sao em? Vâng. Xong con gọi là con nói mà tình cảm thiết tha gần 4 tiếng nói ra xa xả. Có một mình con nói vâng. Như một thằng điên. Vâng đúng rồi. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con bảo sao mày nói nhiều thế? mà không có sự đáp lại á. Vâng, vợ con bảo anh chờ em suy nghĩ. Xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa xong cầm tay, đuôi tấm tay này. Con cảm giác con kiểu vừa lo vậy. Vỡ tim với con nhỉ. Cuối cùng sao? Chú cũng đang ngồi hả? Cuối cùng thì bắt đầu là đúng con nhớ là lúc là 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu vợ con mà. Vâng, đúng giờ đó. Em đồng ý. Thế con bảo. Thế con bảo con đưa điện thoại đây. Anh làm gì đây? Cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là chế để chế độ hẹn hò luôn. Chốt luôn. Thế là tường đấy làm đấy con phải hơn 1.000 người vào comment luôn. Thôi xong. Nghe còn cái chuyện cũng hồi. Không được, con cũng hồi hộp đấy ạ. Tại vì chú nghĩ là không, cho em thêm 7 ngày nữa đi. Ôi ơi, cưng quá vậy ta, con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế? Đúng còn rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu. Như là nghiêm túc. Vâng đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về mình cũng suy nghĩ rất là lâu. Về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa. Có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không? Hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng xác định cũng bảo là quyết định yêu anh này. Tại vì nói chung là mình cũng thích rồi. Đúng rồi, cũng hơi thích rồi ạ. Đấy, thích thì sao cho nắm tay. Rồi đúng không? Đúng không? Mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô. Ngày nào thế cứ đi ăn đi buổi trưa là con nấu đồ ăn, con ship đến. Trời mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi, anh ship đồ ăn tới. Khát nước thì con cũng làm nước chanh, nước hoa quả được ép cho mang tới. Chu đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là ở nhà là hầu như là toàn cháu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn. Thế mà không mở nhà hàng phí nhờ. Trời ơi. Thế rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau á thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con. Và được cái là vợ con là khi mà hai đứa lên đến nhau ấy, trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp, cái cách nói chuyện, cái cách cuộc sống hàng ngày nó cứ nó có niềm vui thôi, ít khi mà cãi nhau, ít khi cãi vã, ít khi kiểu căng thẳng lắm. Mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm, những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không?
Chỉ có 2 lần suýt. 2 lần trong mấy năm? Trong vòng 2 năm. 2 năm. Gọi là suýt thôi, còn chưa suýt. Cứ 1 năm là 1 lần đó. Đó là chuyện suýt là cái gì? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại là kiểu im lặng. Im lặng mà cho em để kiểu em đang chưa bình tĩnh, cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới, kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa, thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là huề. Là đấy là hai. Ôi chị ơi, như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn. Em mà 1 năm giận đến 2 lần. Một lần. Mà mỗi một lần dưới 24 tiếng. Nhưng mà đúng là do hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con là tình cờ có xem con nói chuyện comment một số cái người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con. Thế là con bảo anh ngày kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để giải thích. Cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi. Và anh comment không chỉ là bạn bè bình thường, chứ anh không có ý kiểu gì cả. Và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào. Nếu mà anh không yêu em thương em thì anh không làm như vậy. Và có thể bây giờ em đang ở trên giúp anh có dịp được, anh không quan trọng. Nhưng quan trọng em phải, nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh. Thế hai đứa nói chuyện nhau. Vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn. Con nghĩ là in ra phải tầm 2-3 trang giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này, anh kia. Ủi, vợ con nói kinh lắm. Thế con, nhà con thì ở cách nhà vợ con là 22 cây. Con phi xe từ đấy ra luôn, buổi tối bằng được xuống để cô ấy phải xuống để mình giải thích, mình nói chuyện. Thế trong con chốt lại có yêu anh không? Có. Thưa anh không? Có. Thế thôi, huề á. Thế cái comment đó nó xảy ra lúc nào, cái quá khứ đó đấy con? Nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng trời đưa cơm cho con từng bữa à? Dạ, trong nó từ hay là từ trước đó nữa? Từ trước đó rất lâu là lắm lâu rồi. Trước đó lâu rồi, vâng. Thế mà con ghen được cái, vâng, con lạ thật chị. Vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ấy. Thì trong lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên rồi rại lên đấy. Con té cho một bài dài không, con học báo chí rồi con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ấy. Nhưng mà con một tật luôn. Vâng, con một tật là như này, khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không bao giờ nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con nói là, anh sao em, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không đâu giếm gì mà bảo sao nhỉ, bảo không anh ơi, anh chắc chưa, anh chắc rồi, anh chắc thật chưa, chắc rồi. Con nó tẹt ra là con nói ôi con bảo lắm từ hồi vùng dựng nước bây giờ mà lôi ra thằng bà lôi ra bà ấy nói thì thôi con cứ mà nói xong là cứ khóc gọi khóc là vợ con khóc bình thường, không biết một phụ nữ khác nào nhau, vợ con khóc đó là từ hôm nay sau hôm sau luôn, tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di rằng đến sáng tới sáng. Cứ như mưa dầm, cứ mưa dầm xong rồi hôm sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vớ vẩn xa từ là vô hồn dựng nước. Ở nhà cũng vậy, ở nhà ví dụ chỗ bé này sao anh nói nhiều thôi, cứ thế ức chế lên, anh không thương em mà khóc đến hôm sau luôn. Thế con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại xin lỗi để cô ấy bình tĩnh lại xong rồi nói chuyện, xong rồi cô ấy lại xin lỗi người phải con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm 2? Năm 2 thì năm 2 từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nói chung những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy ạ. Vâng, cái lần thứ 2 thì con chỉ thấy là thấy khả tin ảnh người này người kia các thứ ấy ạ. Thì mình cũng đúng đã bảo là bạn đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế thì vẫn thả tim thế là ghét. Vâng, thế là ghét luôn. Thế xong là lại cho một chàng nữa là. Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ con có ghen không? Nhiều khi là con cũng ghen, tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác không mà nói chuyện. Nếu như mà sao con biết? Con có bao giờ con thử lòng vợ con chưa? Con thử lòng rồi. Có thử không? Thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản định một đích khác. Thế là con mới yêu nhau một thời gian ra lâu rồi. Thế là con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con nick ảo là con nhắn tin là lần 2 tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật, đây là 2 tháng mà còn không rep nữa thì hôm qua là tài khoản ảo. Thế là đầu là con có lòng tin rồi, thế là xong rồi. Thế hôm đấy là con lại con khi con thử xong con xong rồi thì con lại không ao với trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh ấy cho mượn điện thoại một ngày nọ nhìn thấy mượn điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là ui tầm đấy là yêu bỏ đi quá tất mọi thứ, con trai thì con đưa cho. Thế đang nhầm nick vợ con vào, xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm bảo kiểm liền xem đấy. Thì bắt đầu là thôi xong luôn. Gọi con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn là chia tay cùng phong vậy ạ.
đấy cùng phòng đúng không? Vâng, đấy đúng. Ừ, tại kiểu con không biết là cái thần cảm thấy mình bị xúc phạm. Đúng rồi, em bảo kiểu nhất lại kiểu tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng không nhau, tin nhau mà còn vậy. Đúng rồi, mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi khóc lên bờ xuống ruộng đúng không ạ? Là từ hôm nay qua ngày hôm sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo con đi đây đi đó ấy, thì bọn con không đi. Thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ đấy. Mày bị cắm sừng lắm. Ừ. Tại vì trước đấy con cũng mấy cái sừng rồi. Ừ. Nên con bảo, thôi làm liều. Ừ. Ai làm liều thì suýt liều thật. Em ơi, thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng, phi xuống ạ. Vẫn... cũng là cái bài cũ. Vẫn bài cũ. Phi cũng xuống. Em không xuống anh không về. Và em thì trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Nó mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Ừ. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Ừ. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thưa ta xong rồi. Mà trước đấy là bọn con thích uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ lúc 1 giờ sáng con bích trà sữa sang. Ừ. Đấy, anh đấy thức đêm dậy, anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Trời ơi. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ không? Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. À. Thử vợ. Ừ, có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử là, có thử là khó khăn không? Có nhân hậu chứ. Thử xem cô ấy có nhân hậu không? Cái chuyện này chắc con biết đâu, và con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, con chưa biết. Đâu giờ này nói luôn đi. Hôm nay nói luôn đi. Tức là trước đây con đi yêu các người khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được, nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy là cô này gặp rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn, thì để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào, và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là hai hôm trước và con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi, và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi. Thế anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ, anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi thì tại sao anh ăn? Thật sự anh không muốn nói như này nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản. Thế để làm gì em? Để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Thì một lúc sau khoảng tầm chưa đầy một phút sau thì tinh cô ấy tinh cho con 500.000. Thật sự đây con cảm động con khóc luôn. Thế á? Thì cô nhắn cái tin là con giữ là anh à em không có ít nhưng mà cũng có nhiều, nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động, em gửi cho anh ít, anh ăn tối đi. Để ăn anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi, còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ phải bỏ vợ đi rồi, trời luôn. Thôi con vợ xứ rồi. Em ơi, tiết lộ hôm nay cảm động khóc luôn đúng không? Vâng, lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này, con ngồi chỗ Yên Phụ ăn phở. Con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi, bây giờ quán đấy con vẫn ăn. Hạnh phúc quá luôn. Vâng, tại vì là cô nghe cô còn xúc động á. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống theo cảm xúc nên là và tình cảm rất gia đình rất là nhiều. Khi mà được mọi người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy là cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì từ xưa là chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái, tức là người phụ nữ ấy chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy chủ động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho, nhưng mà tình cảm lại do gia đình mẹ con nó không tình cảm. Thì phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500. Đúng chứ lại chưa bằng người phụ nữ nào nhở. Người con gái nào? Mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở. Thế là cảm động quá đấy ạ. Cảm động lúc đấy, giây phút đấy á. Thôi, là... cầm tay cái đi. Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Nên con cũng thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy con cũng chỉ là sinh viên, con đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử lòng đúng thử không? Thử lòng mình như thế đâu. Mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đúng đến rồi. Tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Đúng rõ ràng là hai cái thử, nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. Rồi bây giờ em có giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chả lẽ lại về đợt núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng. Dạ, ôi, son quá son con luôn. Là tức con là yêu, là yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm ạ. 2 năm là 2 lần là suýt dạ, vâng. Này đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Con năm nay là 27, 24. 24. Quá trẻ. Đúng rồi, con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau, là vợ chồng với nhau, vì cái tật xấu nó có lòi ra không ạ?
nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì này? Rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Nhiều quá, cô trời lại ơi. Nghĩ là không có ấy. Em ơi, khiếp từ lúc yêu nhở. Dạ. Em ơi, mình lo cho nó như thế mà nó vẫn bảo mình có tật xấu, còn lại đau thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Còn cứ thấy là buồn buồn hay là thì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang toàn 2 năm trời. Mà vẫn cho là con tật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Thế nó còn nấu cho con ăn không? Nấu nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh ấy sẽ rời rửa bát. Nói chung là thôi bây giờ khui đi nào. Dạ vâng. Bao nhiêu tật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái tật xấu là ngủ ngáy rất là to cô chú. Cái đó không phải tật xấu đâu. Cái đó là người ta không có. Cái đó là tật thôi. Nhiều đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ trả vờ đấy, con kiểu đang nằm, kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò. Không, cái đó là tật xấu đó. Đấy, cái đó là tật xấu. Đấy là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Vậy là tật xấu là hay trêu vợ. Vâng, ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đó. Đó là lầy. Trêu vợ con lắm. Vợ con đi làm về con trả vợ con ngủ. Xong rồi con cố gắng không cười nhưng mà vợ con chỉ sờ con và con cười luôn. Với cả chơi game thì kiểu như là anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ, kiểu như là trong công việc, trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ, nhưng mà ví dụ sau cái thời gian mà mình mê game, đúng rồi, chơi game rất nhiều, mà mỗi lần chơi game vậy là con hét khó chịu rất to, đúng rồi, hét rất to. Vâng, chơi game tự hét từ rồ lên đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là con có hét ổng không, kêu ổng dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà con cũng chơi cùng, như là gọi là con chơi ít hơn. Hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy. Dạ vâng. Game gì mà cứ nói nhau ấy. Dạ này vâng. này cái gì đó chị cũng chả biết game gì nữa. Cái gì nó bắn nhiều mấy giờ đó. Dạ vâng. Rồi. Nó còn trẻ quá mà, 24 tuổi mà. Dạ vâng, đấy hợp. Rồi. Con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả năng ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này, bảo là chết rồi, chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại, chụp bao giờ được thì thôi. Thế là xong, từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Con nghĩ là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn. Tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ? Đúng, xấu quá. Nhờ. Đúng rồi. Ví dụ như là bừa bộn này, đấy nhá, lười này, ví dụ đấy, hoặc là sao ta? Vô tâm, vô tư, vô tâm, vô ý. Vô tâm với vợ này, ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ. Rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ. Nhiều khi là, thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi. Tại vì mình nhiều, giả bộ. Đúng rồi, phải là giả vờ là mình chưa biết để gọi là trong cái anh này gọi là anh không phụ lòng, đúng rồi đấy, để cho anh ấy vui. Ôi thương thế. Ủa nó nghe nè, bộ lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ, kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là anh đang ở chỗ này này, anh đang ở nhà này các thứ, mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi đấy. Thế xong con cũng vẫn chả phải giả vờ là không biết này thế kia này, các thứ ấy. Đố em anh đang ở đâu, đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con dạ ơi. Vờ. Bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á. Chỉ có một, bây giờ con phải kể nè. Bây giờ anh ấy có bừa bộn hay không? Có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không? Có bừa không? Có còn vô like hình dạo nữa không? Cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ ấy. Thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, bừa bộn đấy, vứt đồ là tràng lan đấy. Thì con bảo là anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy. Em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy được cái sau anh dọn sau là đấy. Đến ngày hôm nào luôn con lại đi dọn hộ. Con phải dốn một tí. Còn có hay quên trước quên sau hay không? Đúng rồi, có lại cứ hứa là tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng rồi. Đó cái là thật xấu đó. Đó thấy chưa, đó còn gì nữa không nào? Có gọi có lãng mạn không? Không, lãng mạn thì quá rồi. Quá cứ hay giả vờ giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nó hết rồi thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. Là không mắng vợ. Đúng không? Là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn, thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi. Thì trong gọi là trong tương lai, nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn, thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn, và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa dạ. Vậy cái nghĩ là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Nhắc khéo đấy cô ạ. Nhắc khéo đấy, khéo đấy. Rồi bây giờ tới con đấy. Vợ con thì tật xấu ấy, thì
có một tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả, là bao giờ một cái ngước, ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng. Nhìn là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Ừ. Và cái đấy đồng đấy là con không thích như vậy. Ừ. Thì là trước đấy là con cứ bảo là khi mà đến với nhau ấy, ừ, thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau. Ừ. Đều có giải quyết hết, ừ, bé hay to đều có giải quyết, nhưng quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận, mà con phải đón ý, đúng không? Dạ vâng. Và rất hay có bẩn nữa, cứ vô gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực lên lườm con một cái. Thế con à, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn, dặn luôn. Bố con hay thế lắm, bây giờ là kiểu quen rồi cô, không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Là con rất sợ rồi đấy. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu không ta? Cái có giận, bây giờ vợ con có hay giận cái chém thớt không? Thỉnh thoảng nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà là giận ai nổ lên đầu chồng à, cái đấy thì vợ con có, vợ con là giận là vợ ai ấy, là vợ con sẽ về nhà và im, cứ ngồi làm gì làm cứ bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được, anh ơi em tức kể quá, và cứ em nói đi, em nói đi, con cứ bảo em nói thôi, nói là xong thì bảo anh nghĩ là thôi bỏ qua đi, con gạt luôn để cho vợ con bình tĩnh lại, xong học đi. Lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi, hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ, chứ còn không giận cá không chém thớt. Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ ấy. Đúng là nghiêng nhìn lên và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Mà không hiểu sao con không hiểu sao. Con luôn luôn đặt câu hỏi là anh không thắc mắc, anh em phải giải thích cho anh là tại sao như thế, anh không hiểu luôn. Cứ con anh không đoán ý được luôn. Và không thể biết con được. Con không đoán được là tại sao vợ con giận luôn. Vâng. Làm sao mà đoán được thế thì cơ? Không, thế thì vẫn chưa có gọi là săn sếp với con. Thật vợ chồng á mà nếu mà tinh ý á hoặc là tinh ý á con biết không? Dạ. Là con sẽ biết ngay tại sao vợ con giận. Nhưng mà cái chuyện này nó rất là nhỏ cô ạ. Nó nhỏ lắm. Ừ. Là có những người chồng á con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận và biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Thế bây giờ đang làm kéo theo đấy ạ. Ngày nào phải đoán. Rồi còn gì nữa nè? Con mọi thật xấu thì vợ con thì để con xem nào. Thật xấu thì thôi không có nữa thôi. Không. Bây giờ em không cần hỏi nữa, bây giờ con chỉ cần nói là con mong muốn vợ con thay đổi điều đó. Gì? Đó. Con thì từ trước giờ con từ lúc mà yêu mà lấy xong thì con luôn mong muốn vợ con thay đổi một điều là khi xảy ra một chuyện gì đấy mình nên cố gắng làm sao ngồi lại với nhau, nói từ bực cái tức cái nào thì đó là cảm xúc của mỗi người, nhưng mà mình nên kiềm chế một chút và kiềm chế làm sao để mình không để người khác phải gọi là lo lắng mọi người, tức là những cái chuyện bé nó rất là bé thì mình có thể bình tĩnh thôi, nhưng mà con là hay bị quá cảm xúc, cứ chuyện bé là nó phải to đùng lên, xong anh cứ thế là anh không thương em thôi, mà con bảo anh thương ngay rồi mà không biết anh thương nhà nó mới đủ, hãy cứ thế thôi. Thế là con mong muốn là vợ con là dù sắp tới cuộc sống gia đình có cái gì mà nó gọi là không hiểu nhau thì cố gắng làm sao mà ngồi lại với nhau, hoặc là hay là ít lườm con thôi, ít lườm con. Con sợ lắm, mỗi lần bác con lườm là con biết là thôi có vấn đề rồi, là con có vấn đề rồi, là có gì nói thẳng với con giải quyết luôn. À, em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt mà cuối là con cầm về nhà rồi con không thấy đâu, con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả, thì con vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Thế là anh cầm. Đúng thật. Đây ạ. Thế là sao? Vợ con rất sợ con khi mà tặng một món quà gì hay tặng váy hay tặng gì mà con không được bán, không được pass cho ai cả. Và cái điều đấy là điều mà con thích. Thì hôm đấy là vợ con để thì là nó bị gọi là ở một nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Thế là từ đấy là con không dám từ bây giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để là vẫn là cái đấy. Vẫn là cái đấy. Tức là con là người đã tìm được cái tìm đấy. Được và giữ đó. Và bây giờ là 6 tháng rồi ạ. Và con không biết cái nhẫn ở đâu. Thôi thế hôm nay là thôi bây giờ được rồi. Coi như bây giờ không nói luôn. Đã. Nó ở trong tim anh. Đó, người ta. Ôi hay quá. Đến hôn mà thì được, bật tay kia đi con, tay kia đi. Đúng rồi. Nó không đây. Ngón áp út chứ nhỉ? Hơi run cô ạ. Vẫn còn run. Run như lần đầu ạ. Ừ, phải áp út con ạ. Dạ vâng. Đúng rồi. Ôi giời, cái nhẫn này mà nó đi là con rửa tay xong con tháo ra. Dạ vâng. Đây là cái nhẫn này là hôm đấy là con rơi ở đâu? Được cái job đấy là
khá lớn cho con đi mua luôn. Mua luôn đúng không? Không, bây giờ không cởi ra nữa con nhá. Rồi, dạ, vâng thôi ạ. Chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi, cái nhẫn đâu vậy? Lảng lảnh, lảnh lảnh, lảnh tránh đi. Thế thì lần sau á là con phải nhớ nhá, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Dạ, đấy, con nhớ nhá. Rồi, xin cảm ơn hai con đã đến đây nha.